Good job. Ông chúng tôi nhận ra và các bộ tổ các chấm đa ca này thì sẽ mà cả ngày chi bộ tổ thế này đó là thì cả chúng tôi cùng với các bộ cái đây lục khí sản phẩm đảm bảo miền bắc các bộ tổ cả tăng số lượng đến đầu cho bộ xã xây đồng chơi đầu tiên xong mà bên ta ăn nhát rồi chăm đã mê từ vì anh đã chết đời xa môn niệm mệnh tháp ca sâm ra mà phải nhật ti đầu về chân tới quật tới cả giải lấy đã mê riệp cho mai cái xa Excusez-moi. Madame, nous allons poursuivre votre interrogatoire. Alors ce matin, votre dernière réponse a été pour indiquer que après vous être occupé en qualité de soignante, vous avez rejoint un petit groupe sous l'égide d'un chef de village, puis que vous avez repris votre travail médical. Je voudrais vous demander peut-être pour aller un petit peu plus rapidement au but, à quel moment vous avez rencontré Monsieur Khieu Samphan et comment? ក្រោយពីពេលចូលរួមនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយរៀនសូត្រអីហើយលោកអំយឹមហ្នឹងគាត់ក៏បានអំពាវនាវថាតើអ្នកណាខ្លះទៅចូលរួមតស៊ូនៅ chụp bụi bụi quạt nơi nông prey về lúc nẹ từng ọc nía tràn đây có chô tư chụp bụi quạt đôi chơi hát ban chìa krong đại nhóm nơi chụp bụi nâng cứ triêm đâm bấy tới chụp bụi quạt và hai chụp năm chật muôi chiêng vẹt cả đá chờn bước chờn khai đá khi mình chăm cho ba nó có riệp chom đầm bay thưa đầm nà
từ cái lệnh của quạt. Alors, nous allons continuer sur, sur ce, cette question, mais avant cela, je voudrais profiter de ce que vous venez de dire pour vous demander la chose suivante. Est-ce que vous avez adhéré volontairement à ce mouvement contre le régime de M. Lomnol ou est-ce que c'était une obligation qui vous était faite? Est-ce que vous avez été contrainte d'adhérer au mouvement ou est-ce que c'était un choix personnel? Từ nướng cứ nghệ tế còn là đăng thà rót và há hơi miên rừng kiếm hay miên nè chạm cọp quạt ẩm rít hay nâng lùn nòn được thế đâm bay to su phải chăng nâng của địa bán dương từ dương thưa bại được quạt từ to su hay cái bởi dồn nên chân máu co tầng óc nía ở miền này nam bằng không tê cái thà smart chặt chân tới cứ smart chặt tầng óc nía chân hay tới có đòi cái hai tham miền cùng đất mui tập nâng ta tới chỗ ruộng đâm bay trong ao bờ tây chiết mà ban ai cái gì làng bên à, chẳng mình vô bị bệnh hạ ai thì cái bước kê cả liên sốt cứ miền ta phần nâng. Toujours sur cette question, vous avez indiqué que vous aviez participé à des réunions. Est-ce qu'au cours de ces réunions, on vous a parlé de communisme, de théorie politique communiste? Est-ce qu'on vous a parlé politique de manière générale ou est-ce que les réunions se concentraient sur d'autres points et dans ce cas, lesquels? Cứ còn là phải chung riêng sâu ập rung riêng sâu chờ chưa nia tràn chẳng cứ mình miên ấy đi dây ngắm phi bạn để vọt xuống cung để dùng dây phi ấy tế cứ còn là thứ bạn để vọt to su thứ bạn để vọt tập bắn nứng hay phải chăng chỉ mới chạm cặp quát luôn nọ trần. Est-ce qu'à cette époque, les gens qui vous donnaient ces, ces sessions, ces réunions, est-ce qu'ils s'intitulaient eux-mêmes Khmer Rouge? Est-ce que c'était une appellation qui était utilisée par eux? Cái prapia nẹ to xuống. Đâm bay với trang chạy cặp quạt. Alors, revenons s'il vous plaît à la manière dont les événements se sont succédés pour arriver à votre rencontre avec M. Kyo Sampan. Comment les choses se sont déroulé de votre côté? Bẹt cả đá chân năm một con bốn rồi chất muối rồi muối cò trông là nâng nhóm ở trăm chứ ba hai phần nâng nâng chân nằm nào tạm để quạt ôi tớ ai miền nẹ nòm tớ vì nẹ đôi chân nẹ đơ là hốt tạm pri là hốt tự đo là cái hai thả từng chuyển lịch mẹ từng chuyển lịch hai khu mấy tập khung tập bán tâm cái hai thứ chích tưng chỉ nứt
Et là-bas, qu'avez-vous fait? Tới đó cái này nó nơi xâm ra tầng ốc này phải hai chiếc bay ngay. Hỏi bạn nẹ tầng ốc này cả miền nẹ cái màu nê rửa xa rồi xây tích cả nó cái hai nê rửa xa. Màu vô tầng ốc này tranh nằm nở to từ tiệt. Hay nơi tất nhau mà nẹ ai anh tí. Nơi vẫn to nên nó phải hai mùi rồi chứ ạ. Clay đấy bỏ màn ngay nhầm ạ chăm. Nơi chăm cái này nâng. Continuez, madame, je vous écoute. Continuez de nous expliquer ce que vous faisiez. Vous restiez là, d'accord? Vous faisiez quoi? Quelle tâche vous a été assignée? Bà mạng này nâng nâng chui ôi bài chú chui bỏ bài chú kê nâng là hốt đó mà chanh nằm nào hốt đó miên nẹ mà nuông chanh nằm nào chanh nằm nào và hai tần tích này tớ đa tớ đó stưng chỉ nịch chlong stưng chỉ nịch chlong stưng chỉ nịch hói có miên gần lại nế kê có bạp thạc lại nẹ đất nuông cái này đặc nom giống co từ đó là cái này đặc nom nè hay từ nâng cứ kê ao làm bài hay nâng ruộng cứ pè đây là đọc pè nút và hai chiều pi ngay ấy mình toàn tranh từ nà tên nơi ta làm bài hay nơi đề nơi ta bài nâng chỉ mỗi miền kia và hai chưa bảy nẹ buôn nẹ là nơi cái này nâng sáp hay về nút ấp toàn miền khơi nẹ ná té nhom nơi đường tẹp bãi có ấp đa từ ná đài và hai chưa bị bảy buôn ngay có nẹ từ tú có trơ nơi cái này nâng cứ bàn riệp chồng thà chui lược bài từ chui lược bài dân nhóm con lược bài từ cái lại tóc vì chụp ảnh bài từ cái lại tóc từ ngày đài làm bài hay lược bài thứ về nút co khơi lục bột bột nuôn chía hay nâng lục khi sống còn và cá nâng mình toàn squal thả chia kêu giống con thì con tận đăng thả ở chuột quát từ bóng hẻm cet endroit où vous cuisinez et celui où vous apportez la nourriture ça se trouve dans un village pouvez-vous décrire les lieux nơi cái lạnh đạm bài nó cứ nơi trong prai miên đâm chơ bị lơ crop chất khang crom chm rẽ sạch hay chắc ran bài chia rụn đau thông hay chắc ran chọc tờ crau miên cái hay tha thì thôi chứ chắc ran chọc hay miên bông bằng hơi vàng vên hay đâm bài nơi cái lại nưng thơ bài nơi trong đây toa lưng đọt đọt ọc hay cái lại ni cứ cái lại hộp bài cứ tóm slug prop slug ở miền chuyển trang tế tóc cứ chơ mùn mùn vân vân cọ đáy riệp chỉ vén vén cái lại quý cứ chơ vân vân cọ đáy từng riệp khnía chỉ vén vén quý to to khnía tuôn một khnía
Hai chùm ngay bà hai chìa bịp tẹt bài tứ. Bà hai chìa mà rồi mai tạp cả bánh sman. Cent mètres de long. On m'a traduit 100 mètres de long. La cuisine. 100 mètres de long. Et l'endroit où l'on mangeait, c'était un endroit avec des bâtiments durs, avec des murs en briques. À tóc nướng cứ thưa một pi chơ để cái cắt côn chơ vân vân có đai ven ven nướng cứ thưa chỉ tóc ớt miên tét thmo ớt miên chang thmo ớt miên chang rồi mấy tình chang có ớt đài viên tầng o Je vous remercie. Alors, pour revenir à la rencontre à proprement parler avec M. Khieu Sampan. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait sa rencontre, on vous l'a présenté, il vous a fait sa cour, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que vous pouvez décrire la manière dont votre relation est née? Còn mình toàn squal kia phim đấy, nhóm có ở đằng thà kháng quạt miền bầm non rồi cái trong bàn sau nhóm ấy còn đầu thì ở toàn thì còn tay về và hai chừa bay được buôn khai cầu ông dâm đại quạt nên nó ông dâm nó cứ quạt màu sạc nhom, ai khang quạt nhom mặt đằng tí, ông dâm mà sạc nhom thà mật hai mốt chọn sạc mất, đầm bay riệp ca, ta mật dôi vàng mật đài, về lúc nhom có ắt ắt miền nơi tế nhom còn là tháng nhom tập máu ống, ai mình đang nhom kịch giang mấy tết nhom xong kịch sân đấy ông buộc nhom thọp mình dây cho mũi quạt mình chẳng đài cả hai nhom xong kịch mà để dẹp tan chân dù đai bàn nhom dây nhom quy mà sự tố hết bàn nhom dây thằng nhom xong kịch mà để dẹp sân mà để dẹp nó có về đai và hai là chiều chịt mà chân nam rồi có cả là chân nam ấy làm mới đó bạn qua mở xuống nhưng mà đoàn tiệt ai ca squat tam rồi dạ nứng cứ còn nơi nứng phải từ máu cái lại nứng miên cái lại ngụt tức chlong từ chlong máu bàn tay ăn miên chai chơi miên ấy tê quan là thà mà chết mất bạn ấy đam ba bạn ấy thơ giờ ló mình ta thơ đi bon thơ đi để chân thơ đủ chân thơ slo ấy bọc cô bà ha quạt về quạt tận đi quạt đau mà tẹp bài chân tớ quạt tham mưa miên ấy em chui giọt mà em ăn miên thứ ấy tê mau gió mau về khác em miên giờ đại miên ấy chân tớ đại dương và đốt nơi nâng te nắng nơi lại nắng do ở quạt rơi chân tớ quạt cũng quy rơi nâng tóc à tóc chơ đại dương phơ nên nắng quy rơi rồi hai quạt hai quạt về khác hai về khác hai quạt tập lập từ bên nhau quạt mình các quạt từ bên tớ tăng bị quạt sơn nâng máu nhóm co chập đau một cái hai thằng truột bị nứt ra cho mình nâng giằng mấy buộc nhóm về mình quạt đấy hai quạt nâng giằng mấy quạt chặt hai cái bẹp nhóm quạt bẹp nhóm này quạt thà
quát chia cả lọt cha ấy chia pành nhà chun ấy cùng toàn thà squal là lục hiệu sùng phan để ở tề quát chia pành nhà chun cha ấy quát đôi chia phải dồn nhóm mà quát thà quát đôi chia slot bột quát miên đôi miên ấy tê quát ọt cá chật ấy tê mất mới luôn ai tức ông giống có quát gì chăng chập đam về nó có nhóm có phải nứt hay cá tẹt tóm miên là phần nâng tê miên tại từ màu quát chlon cắt ngụt từ quát chlon cắt màu lên ôi thôi thà chui rước vào lại chỗ cá miên bọt tôm chân tư miên thử ấy ní có chắc tôm mong quy lên tới vì quát tình này hay có phần nứt tam chân bán chụp niên chân đo cầu màu và hai trường cả là năm rưu mươi có mình đo nhưng mình chăm miền ông giống có quan mà xua mà đoan tiệt mà xua mà đoan tiệt tha mệt mà hai mọi xua mà đoan tiệt á mệt là mệt đẻ nắng sẽ anh luôn ai anh tê mệt prom của prom mệt prom nắng là nắng rương luôn dương ta trẻ anh không pê nắng nực hơi tha mà giang dương to xua chua máu cả lẹ bong ấy vậy đại tầng ở hai thì khơi thác quạt nâng cò trầm trớ nhóm cò sầm rạch chật rạch chật thà riệp cà mình có hai phần man đi cối có cái riệp cà combien de temps après avoir donné votre accord, est-ce que le mariage s'est déroulé? Qui vous a marié? Est-ce qu'il y a eu une cérémonie? Hay có mình miền plain miền plot mình miền lục ấy số môn để bị rồi anh nâng prey hay mình giang tiết có lẽ ca anh nâng tam ca prap khang phần này nẹt đực ngoam nâng thà đối nay dương ca ca tam rục biệp nghi nghi tới ôi tay tatu squal kia chụp đây chụp một quân ruột nơi sọc san xa mà kia nghe thôi ca tới dương ca và nâng dương nhóm không có ai gặp hiếp ớt miên tùm nó ấy tế vì bố tha xâm ra chật tha lẹ bóng to su mò và nâng có sụp chật ca tam chân hay cầm vị thí cứ miên ta cả nông miên trô muối hay nâng miên mà hôp mà ha chưa thì thôi chưa sở ló bay thơm mặt đá thơ bị thi tại mỗi ngày. Est-ce qu'au moment de votre mari... Excusez-moi, je n'avais pas entendu la fin de la traduction. Est-ce qu'au moment de votre mariage, vous connaissiez le véritable nom de Khieu Samphan? Est-ce que vous saviez qu'il s'appelait Khieu Samphan? Không phải điệp ca nó cứ ọt toàn đăng thả bà, ọt đăng phóng, ọt đăng thả lục khiêu sản phóng đi mà nó đăng thả bà nhà chún. Bàn tay mà đăng bà nhà chún nó cứ cho chú mục, để chú mục hình chân cả nó cái nơi chú mục. Ọt bạp thả khiêu sản phóng, bạp thả ấy phóng. Comment saviez-vous que c'était un intellectuel
On vous l'a dit. Cette expression que vous utilisez, elle résulte de vos observations ou d'une information que l'on vous a communiquée. Est-ce que à cette époque-là, on vous a donné des informations sur le rôle du camarade M dans le mouvement de résistance dont vous faisiez partie? Est-ce que vous pouvez dater dans le temps le moment de votre mariage? De quel mois? À partir de votre mariage, est-ce que vous avez commencé à une vie en commun avec Monsieur Kyosampan? Est-ce que vous avez dormi sous le même toit? Pouvez-vous décrire les conditions de votre existence à partir du mariage? Est-ce que vous habitiez toujours dans la jungle? Quelles étaient les dans la forêt? Et quelles étaient les conditions de vie, de confort? ហើយជាបានមួយខែឬក៏យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរហូតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីព្រោះអីអត់មាននៅមួយកន្លែងទេខ្លាចឃើញមានបែកការយន្តហោះទម្លាក់ដល់អញ្ចឹងយើងមិនសូវបាននៅមួយកន្លែងទេពេលខ្លះមានខ្ទមនៅពេលខ្លះមានចងជាងរឹង
hơi vịt bài chọc bài đơ là hụt ẩn miên sơ nơi cần lành tê hay nâu mình đài nâng tê chỉ biết nâng nông prey lùm ba chẳng đai khuyên bà tẹc nên dùm bài anh tê À partir de votre mariage avec M. Khieu Samphan, est-ce que votre travail a été modifié ou est-ce que vous avez continué à être affecté à la cuisine? Chlai lutrai chlai mình chlai lutrai qua microphone mình toàn phát bát ca. Tiền xu thằng mình. À partir de votre mariage avec Monsieur Khieu Samphan, est-ce que votre affectation, votre travail a été changé ou est-ce que vous êtes resté affecté aux cuisines? Chắc bị ca hay trong nơi vừa tạp tạp bay đỏ đài là. À partir de votre mariage, est-ce que il vous a été donné de voir plus souvent Monsieur Khieu Samphan? Et si oui, pouvez-vous décrire quelles étaient les activités que vous avez pu constater? Ca hay khom nư chi muay lohot ot mien bai khnie te kran tae phlas kalaing teu mau ae sakamapheap ka ngia robos kwat khom khoeng ta kwat nư teah mien a tok a sei ning muay pe khlas kwat ta sei pe khlas ot có khi mình đăng thà thư ấy là có nhóm ọt đăng đài. Tout à l'heure, vous avez indiqué que vous n'avez pas su tout de suite quel était le véritable nom de M. Khieu Samphan. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et comment vous l'avez appris? Sầm đạch xe nụ lô giêng màu sọc và hẹn chỉ chất sập bay nhau khai mán nhau mặt đăng thế hơi cá lúc nhau tư đài hơi nhau tư không thả nạ chìa nè nẹm ra sầm đạch nâng đò bèl nâng tập đằng đò từ chuộc và nơi hái bán đăng đăng chân tư phụ ở nẹm đèn đi kêu kia chùm on lên y chân chúng ắt đằng ấy chẳng hé vậy, cả nhom ắt đằng men á, buổi tới chân tới ban, đằng thì pel nâng màu, et vous aviez déjà entendu parler de Khieu Samphan par le passé ou c'était un nom que vous ignoriez?
Est-ce que vous pourriez nous brosser une description peut-être du caractère de M. Kyo Sampan tel que vous avez pu l'expérimenter pendant ces premiers moments de votre mariage? Quelles étaient ses qualités, ses défauts? ក្រោយពីរៀបការហើយខ្ញុំឃើញជាគុណសម្បត្តិគឺថាគាត់ជាមនុស្សអត់ធ្មត់បើនិយាយជាមនុស្សគឺសុភាពរាបសារមិនដែលមានអីទំនាស់នៅក្នុងកន្លែងស្លូតបូតហើយធ្វើអីក៏ធ្វើតែខ្លួនឯង mình miên khơi sấy cào pì chả rắc tuôn phun bọc quạt tê hai chục buộc nhom cả chân đá tăng thì nhom ca hơi là hôn mà đa sập hai ní co mình miên ấy tụng loa chụp lơ chất đây thà quạt chê sợ đây rư môi cò tụ bay lủng bạ sruôn dạng mấy cả đói miên tè quạt chui chui nơi pê lủng ba nơi pê đè chia bị xe cứ côn miền côn bom pê lúc còn nơi lủng ba lắng á thấy sầm ra thới có mình miền này là chui cứ thôi được luôn anh tưởng rồi máu ban quật đôi tập lập đi sập chân màu bình nhất quật nâu chui côn nhom phải ban chết mặt hè thấy quật máu quật từ nay thấy còn nâu chui nhom lót nhom khơi tại chợ rắc nhom khơi như được pia ăn men chẹp nẹt thông nẹt ni tế thôi tặng oh tăng tỷ cụ của tôm tăng tỷ dây cứ chui nhom sọc cột ắt ơi nhom châu ô của lấy nước với châu ô chứ c'était à quelle date la naissance à quelle date était la naissance de votre premier enfant con đồng bông rồi bao lúc xây nóng cả nơi bên nào đấy con nhom cả nơi ngày buồn khai pram mà còn buồn rồi chặt buồn vous avez dit à l'instant décrivant la personnalité de monsieur Kyo Sampan au travail il n'était en conflit avec personne il faisait tout lui-même que saviez-vous du travail de monsieur Kyo Sampan à l'époque nơi bên lúc khi mà mình đang quạt cửa y tế bên ta có tay anh ta quy sở xe Est-ce que vous l'avez vu se réunir souvent avec d'autres personnes? Long cùng lung và màn đấy đôi chia mình miên ắt khơi miên phải chung về phó miên ta cả lại nẹt thơ ca nẹt đặc non thơ ca đôi chia bằng riêng khang này mù lật than để mau bị mù lật than mau tràn khi mau riêng và tài quát nhung khơi nơi té quá khơi quá tơi phong
Vous avez aussi dit qu'après la naissance de votre premier enfant, M. Sampan était resté auprès de vous et vous avez soutenu. Est-ce que c'était quelque chose de fréquent à cette époque-là chez les hommes khmers de rester auprès d'une femme qui venait d'accoucher? Tam khem đấng cứ tham bộ rọc mái cứ pê thôi chân chân cứ sầm khăn na đi pru kê cầm ro từ thôi chân tê từ tam nhầm đấng ai nẹ xin nề tiết có ai miên chân đã tam mơ bị pru nơi pê nâng việc của bà vận tay chia tu tớ cầm ro từ thơn chẳng na, tôi sẽ trong khơi thà trong nơi sầm khăn đại quạt chìm nơi lõ của ở trong cổ rục của ở trong sả lái nhé cứ máu pin chẳng Pendant combien de temps allez-vous continuer à vivre dans la forêt, comme vous l'avez décrit jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est un mode de vie qui va perdurer longtemps après la naissance de votre premier enfant? Pouvez-vous décrire pour la Chambre la durée de cette vie dont vous parlez? Tang pin nung mao ruon nơi khong prei la hot at men toan chen tu khuong te la hot rum dap phum pen nơi ta khong prei te. À l'époque de la libération de Phnom Penh, est-ce que vous pouvez, si vous vous en souvenez, nous dire à quel endroit précis vous vous trouviez? ខ្ញុំពេលមុនរំដោះភ្នំពេញគឺពួកខ្ញុំមកសម្រាលនៅកដល់7ហើយបានប្រមាណគាត់នៅជាមួយឬទៅទៅបរ20ទៅបរ20ហើយបានប្រមាណខែទៅដូចជាទៅគេហៅថាភូមិអស់ស្អីមន្ទីរមៀក nâng chưa mình đi thay không còn mình đang nơi cái lạnh nào đây nâng tư từng ọc nia từng côn cháy từng trong côn cháy cái tư từng ọc nia Monsieur Khieu Sampan était-il avec vous au moment de la libération de Phnom Penh le 17 avril 1975? Est-ce qu'il se trouvait à vos côtés à ce moment-là? Ce jour-là? Rứa có cả lạc khai chênh bì, quạt chênh bì mẹ tớ à, quạt hạ chịt rộng đó hai nhằm tư môn hẳn chân hãy tư cả lấy ná nhằm ọt đăng tế hãy nhóm tớ lọc mò bò đắp một bờ vinh thôi bì nẹ côn. Hai rung đọc ở Phnom Penh bàn muối ạ tích bàn nhóm chanh nằm nào bị đọc một bờ tư nâng côn tư đó sẽ cái hạt đọc tàu tư đó bị dục đọc bị dục thấy chua quá nơi cái lại nâng
chụp nơi lấy sọc tàu nâng mà dục nâng. Đó bà lâm láng. Hơi quạt ở chanh màu một nhóm bê bực. Hay nhóm thở vô côn. Từ nhà chờ mùi bà bôn lục sô hông ní. Cứ quạt chung một chướng nơi sọc tàu. Lâm láng nhóm hà. Do con tập nhà nâng kê hơi bán nhóm chanh nằm nà và hai chị tháng ngày tích bán nhóm chanh nhóm tới tạm cầu tới tên nơi cả lại anh chị hơi thà ra tẹp lương kẹo nhóm tới đăng bài vì nôn nẹ tặng ọc nê con cháy khi mình là nhóm mê con bán mạch nằm chia mạch chết mạch nằm thời con nhóm mình toàn lên bà hư phóng hay kiểu vô tập nhà ở kê nhóm của sọc chất tư tới nơi sẽ thả đi chứ rốt lương Alors, vous venez de dire que vous arrivez à la gare ferroviaire. Dans quelle ville se trouve cette gare ferroviaire dont vous parlez ? Vùng chứ thầy nhóm ở đăng thà nơi cái này nà thế bị phục nằm pin nhóm ở school hồi tới nhóm nơi hàng cầu nứng phơi bài tại cái miền cái đầm miền sậy sậy buôn pram buôn đọc nẹt nơi cái này nứng đầm muôn nhóm thầy nhóm tới nhóm chui thám đạp về đi hàng kê còn là chui bạc lại bạc ấy tới không đẹp xo này ấy chẳng Combien de temps après avoir revu M. Kyosampan pendant une nuit à Sdoktol, êtes-vous arrivé à cette gare ferroviaire ? Chuộc mùi dục nâng hay bà lâm láng quạt chanh nằm ná mọc nông pinh môn nhóm quạt chanh bê bà lâm. Nhóm do con tập nhà bà bình lục sô phong nơi cả lãnh nâng đài, cả lãnh sọc tàu nâng đài. Do tập nhà kì hái bán nhóm chanh nằm ná tới đài. Bà chanh xên cái này quạt chanh tư môn. Nhóm tư tam cao bà hai chưa mong bảy buồn ngày đã nhung chênh mà không bình này một đò thàn đi phơi nè Vous avez dit à l'instant que vous ne saviez pas dans quelle ville était cette gare à l'époque, mais aujourd'hui, est-ce que vous savez dans quelle ville se trouvait cet endroit où vous vous êtes rendu à l'époque ? Mà đông nông sọc ná đấng thà nơi Phnom Penh mình bàn chập ở rong thà nơi cái lại sọc ná khum ná ở bàn d'accord Donc, vous avez indiqué que vous avez repris votre poste de cuisinière à la gare de Phnom Penh. Est-ce que à la gare de Phnom Penh, vous allez revoir Monsieur Kyosampan ? Quand allez-vous le revoir ?
Tại chẳng lục xoay bàn tới chụp quạt nơi phê nà đấy. Chanh vì ra tại phương dương tờ cò phí. Nâng chấm tờ chú quát nơi cò phí. C'était quoi K2? Bà cò phí nâng chia vậy. Có phí chưa còn lại ấy cá nuôi nhom có ở đằng đá bàn tay tới sầm rạ được lại nuôi và hai chưa còn màn thay thế được chưa tích đá mình đang chưa còn lại như vậy nhom có ở đằng đá còn là tới sầm rạ thế ở bên thử ấy thế au bout de combien de jours avez-vous quitté la gare pour aller à K2? តើអ្នកស្រីនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហើយបានចេញទៅកពីថារយៈពេលហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃដែរមុនចេញទៅកពីមុនចេញទៅកពីខ្ញុំមិនចាំប្រហែលជាមួយអាទិត្យឬក៏ប្រហែលប៉ុណ្ណឹងឬក៏លើសហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ចាំដែរ Vous avez indiqué qu'à K2, vous vous étiez reposé, que vous aviez retrouvé M. Khe Somphong. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Est-ce que cela signifie qu'à la pagode d'argent, vous avez repris vos activités de cuisinière? Est-ce qu'à partir du moment où vous avez retrouvé M. Khe Somphong, vous avez repris la vie commune avec lui? Ở miền này là tranh châu lấy từ màu bàn thì tôi thấy khi ông thường nơi tẹp bài nhưng ở miền bàn tân nơi mũi qua thì Pendant combien de temps est-ce que vous allez rester à faire la cuisine à la pagode d'argent? Et qu'avez-vous fait ensuite? Miền Prakai Mokot, nâng rìa pêl pân man đáy hay pân toa mát thơ ấy tiết. Nơi về hiệp cái kéo cứ bà hai chia bà man khai theo mình chăm cho bác thế ai vẽ cả đá chất sập răm rồi có trong chất sập răm ấy bà nâng thầm mớ rúi máu co mùi cái lấy co mùi nơi mọt tờ lê nâng chọp tờ lê bà sắc. Mà còn mua trong nơi tẹp bài tại đài là tay nơi nâng có miền kì nẹ đăng bài cho ra đài. Est-ce que à Caen vous avez repris la vie commune avec M. Khe Somphong? Non, l'autre serait ban rum rouge chez moi l'autre Khe Somphong là un vin d'arrêté. Nơi còn mua khiom từ sầm ra nơi cái lại cái túc được bọc quạt
rồi ấy quạt nơi mình này ấy hay về đại quạt chọc màu liền hơi liền côn nhom hạ bon đây nơ cho mùi nhom nơ cái này mọt từ lì bà xã nắng mình tẹt sờ bơ mùi nhom nơ nắng tôm sờ bơ nắng hay quạt chanh máu quạt tha từ dầm ra liền cho mùi nhom tơ nhom nơ mình này ấy tê chọn tẻ nâng đôi chỉ cho ti bay được cỏ ti pi khi mà mình chăm cho bán hay nơi chùm hiên khang kì cái tụng bạc quạt rồi nhắc khi tay anh ta lo anh ta ngon côn bọc nhằm mùi nâng tư dùm ra cho mùi quạt Est-ce que vous pouvez décrire la manière dont a été aménagée cette pièce? Il y a des meubles, des meubles. Cái à ấy à bà lô kho áo dương nắng sập biết kho áo ăn miên ai té nơi tóc ăn ai có ăn à cà là cái tên chân tớ mạ như mùi côn mùi ấy chân tớ À votre connaissance, c'était quoi qu'un? À quoi ça servait cet endroit? Quoi, c'est un endroit qui est un endroit qui est đôi đầy sang cái dây chất hơi thông cứ xâm rắp đất nón thư cả Les dirigeants travaillaient là, est-ce qu'ils vivaient là aussi? Dans le sens, est-ce qu'ils y habitaient également? Qui? Ấy thợ bài tràn Est-ce que vous pouvez justement nous décrire le type de repas que vous faisiez? Est-ce que il y avait une profusion de nourriture? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur le régime alimentaire que vous prépariez? Bây giờ đang nơi có muối mà hộp mà ha thì mình sẽ bố mình đi tế bằng ta sẽ lo pha cả cô hay miên mà hộp muối mục thay muối mục tiên chia một hộp cô sầm rạp để miên nhiều nẹ đập nòm
tham mau pi mu lật than ấy chăng cái prapi tha sầm rập nẹt chà chà ấy còn mình miên ấy sờ bô hô kia đi tê còn là tha thưa đôi sần xóm xóm chay bị bố cái prap tha ấy thưa sần xóm xóm chay bị bờ dương bạc hạt nên vì mình chưa sờ bô hô kia tê mà hô mà ha thưa thom mà đà sờ lo bà ha cái cô chú cương mình miên ấy chưa bận nết tê Combien de temps est-ce que vous allez vivre à Caen? Còi máu ban tầng ọc nía dân nhạc đặc nón chanh mà có bầy nhóm nơi chanh đôi quạt ấy chanh màu mùn nhóm nông rổ viên khai khai mùi rưu gò đau rưu gò trong chật pram rưu gò đam chật sập của mùi của nhóm miền từng ngôn ATP, côn TP, est-ce que vous dites que Monsieur Kusampan est parti avant vous? Est-ce qu'à un moment donné vous l'avez rejoint à K3 ou est-ce que vous êtes resté vivre à Caen? Bị khai, rồi bay khai ấy bằng nâng đi. Hay nhóm màu có bay đài. Bà, con lùng về dù bí, con xa xây, lấy nít đó về là xâm rã hay, cả xâm rã đọc ràm để tì, chạp bởi bền thì là hôn đồng mong bay, đọc ràm để tì, xong chơi dù bên nhà mình mà to cái chùm là ca xâm rã ca. Một rây đoạn tập 3 tập là ca, xong rồi bắt đầu lại xâm rã, nơi bắt đầu phòng trăm, mẹ xa xây đứng lại chùm lý, đó xa xây đúng lý. Nơi khả nông lòng về là chụp tùm ra, nơi ngồi trên quát lọc một căn cả lại đo thì cảm thấy vinh đưa vì liền mọc bấy là pram đi tì, tùm ra chụp. Xem cao chờ.